Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay thì có giới thiệu về một đôi loa. Thì mới nhìn thôi thì nó cũng rất là quen thuộc. Đó là cặp loa Evan đến từ thương hiệu của Mỹ. Tuy nhiên, cặp loa này anh em, nó có cái giá trị về mặt trung tâm. Đây là cái phiên bản kỷ niệm 25 năm của hãng nha. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì xem ngay clip và chốt ngay một cặp duy nhất, và mức giá cuối năm này cũng khá tốt. Thì đây, Khôi đã tháo sẵn cái lưới ra rồi để cho anh em cùng xem lưới nhựa rất đẹp này. Đây, cực kỳ đẹp, lưới đẹp. Phiên bản này nó khác hoàn toàn những phiên bản trước anh em nhé. Đây, logo bên này nó bị gãy này, nó bị cắn gãy gì một miếng rồi nha, nó vẫn còn mà nó gãy miếng à, rồi thì cái cắt này là bằng nhựa anh em nhé. Vải bố này chắc chắn nó là zin vì Việt Nam không thể có vải bố này, cũng không bao giờ mà căng được như vậy nha. Rồi trở lại anh em, đây cặp loa phiên bản kỷ niệm 25 năm. Đây, Khôi quay luôn cho anh em xem là hai cái thùng gỗ lạng mặt vát bầu này rất đẹp luôn, vuông vức không bể nợ một tí nào luôn anh em nha. Khôi khẳng định với anh em là không có ai mà bán hàng mà dám quay cho như của Khôi mà đi từng góc cạnh như vậy, vô một món hàng lớn tiền hay nhỏ tiền này rõ ràng và chi tiết cụ thể nha, không giấu giếm, không mập mờ nha. Rồi đây nè, đây thùng bát góc này rất đẹp. Đây quay trước cho nên cho cái đít này, đây phiên bản kỷ niệm này Evan 25 năm ha, limited edition USA. Phiên bản này nè, nó là sử dụng cái cốt chỉnh 3 nấc ha. Tùy theo cái tai nghe của mình chỉnh. Đó. Cọc bắp chuối hoặc mở ra đều được. Tem series này. Series trên này là series dưới này nữa. Series dưới này là series nhiều số nó phát hành. Và series này là series đánh dấu thứ tự nè. Trên thế giới là có bao nhiêu ngàn cặp đó. Đó. Nó định hình là số 0 ở đây thì chắc chắn nó là sẽ có từ số 1 cho đến số 9 nha. Rồi ok, rất đẹp, thùng vắt rất đẹp này. Đó, anh em cùng xem kỷ niệm thì phải đẹp đấy, phiên bản kỷ niệm thì phải đẹp. Đó, ok chưa, tuyệt vời này, quá đã luôn. Đây cái thứ hai đều là gỗ làng, thì ngày xưa thì nó có bên này bên kia anh em nhé, nó không bao giờ nó giống bên nhau, kể cả liền kề. Rất đẹp, rất tuyệt vời, quay đi cho anh em cùng xem. Ok ha, đây nè, tem series đầy đủ ha. Đó, anh em cứ thấy cái chữ này là phiên bản kỷ niệm của hãng rồi, là cứ bục thôi. Nhưng mà anh em có một số điều lưu ý, Khôi lưu ý nha, để anh em cùng phân biệt. Cái cụ này là cụ Anico, mới nhìn ngoài thì nhiều khi anh em khó phân biệt, nhưng mà thực tế nó là cụ Anico anh em nhé. Cụ Anico, tại vì Khôi tháo ra thay gần rồi nên Khôi khẳng định luôn anh em nhé, nó đúng, cũng là bắt huyết bắt tính nhưng mà nó là Anico. Và cái chép này cũng vậy nè, phiên bản kỷ niệm chép nó khác cái chép bình thường. Rồi ok, chỉ có vậy thôi. Thì cặp này anh em, cái mức giá từ trước đến nay thì nó từ rơi vào từ 13 tới 15 triệu, nhưng năm nay trong cái mùa này kinh tế khó khăn, mùa giáp Tết thì Khôi đạp giá xuống và ship về được cái giá tốt nên nó sẽ hơn 10 triệu chút xíu. Thì bây giờ Khôi sẽ test nhạc đã, anh em cũng nghe thử với một con âm ly ma đăng có sẵn. Chiều nay Khôi ghép ma đăng với KLH5 rồi, thì hôm nay Khôi ghép tiếp với cặp này để cho anh em cùng nghe và trải nghiệm Bolero nhé. Mức giá được xem là tốt nhất trong 3 năm trở lại đây, anh em cùng nghe thử và xem cái giá cuối clip và phần giao dịch. Xinh đầu ngõ có ao xinh trồng sen chắn sen.
chưa có đồ chơi á thì chọn được cả bộ nha. Nghe bolero là tuyệt sầu luôn, đến trên đỉnh thần sầu luôn này nha. Thì ngoài ra nó có thể nghe nhạc rè, nhạc ca trữ tình cũng hay. Cái phiên bản kỷ niệm 25 năm này á, mới nhìn á thì em thấy nó chẳng khác biệt gì, nhưng mà cái cụ bát của nó là cụ từ Anicon anh em nha, lưu ý. Còn những cái phiên bản chép xéo khung chân chép đỏ á, nó là cụ từ Vuông Bánh Chưng, nó khác nhau vậy nha, anh em lưu ý. Bên cạnh đó là cái phiên bản chép nha, chép này nó khác hoàn toàn so với những cái chép khác. Anh em mở ra anh em sẽ thấy nó sự khác nhau. Nó có cái tem, nó có cái số kỷ niệm của cái phiên bản 25 năm anh em. Ngoài ra thì nó là đời thường gỗ lạng nữa nha. Và cái cần nhớ anh em lưu ý những điều mà cô nói để tránh sự cái nhầm lẫn, mua phải một cái cặp la mắt mà nó không đúng cái phiên bản kỷ niệm. Rồi
cái mức giá này từ trước tới nay trong vòng 3 năm trở lại đây á, lúc nào thì nó cũng dao động từ 12 triệu rưỡi cho tới 15 triệu tùy theo shop bán này nè. Thời điểm cao thì bán cao, thấp thì bán thấp. Thì năm nay giá nó có xuống nhưng mà cái phiên bản này không hề xuống này. Thật sự là được săn lùng luôn. Nhiều người là nhắn tin hỏi Khôi thay về những cái đọc món đọc thì có cái cặp nào mà nằm trong cái list là phiên bản kỷ niệm không? Thì ship cho một cặp nhưng mà mình không biết lúc nào có nên Khôi không có dám nhận tiền. Thì hôm nay Khôi có một cặp Khôi đưa lên đây. Thì anh em nào yêu thích thì chốt ngay vào liền nha. Trên bãi còn một cặp nợ mà giá quá cao nên Khôi không có dám về không có lời đây. Về xì ba thùng làm gần là hơn 1 triệu rồi nha, hơn 1 triệu chưa tính tiền công là triệu mấy rồi đó, nên là chả có lời là chung vậy, nên không có ship. Anh em nào thật sự có nhu cầu thì Khôi sẽ một cặp này bán rồi và có nhu cầu chốt hàng Khôi ship tiếp ha. Rồi cái mức giá năm nay cực kỳ tốt, Khôi vẫn cố gắng đưa ra cái giá tốt nhất để mình cùng giao lưu trong cái dịp cuối năm này, giá chỉ hơn 1 triệu chút xíu nha. Nếu mà trong clip này anh em xem mà chốt luôn trong đêm thì Khôi lại fit mạnh cho anh em chơi luôn ha. Còn giá này hơn 10 triệu chút, nhưng mà chắc chắn nó sẽ rẻ hơn những cái năm trước. Nhưng năm trước Khôi có đã bán từ 13 triệu, 12 triệu rưỡi cho tới 14 triệu. Nhưng năm nay thì hơn 10 triệu chút nha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Khôi vẫn giữ những là ưu ái cho những người thiện chí alo trao đổi chốt hàng mau lẹ nhé. Giá tốt nhất có thể.